Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên Mỹ, cuộc bầu cử tới đâu rồi? Ở phía Đảng Cộng Hòa thì đã có Đại hội Đảng Cộng Hòa đã quyết định chọn cựu Tổng thống Donald Trump là ứng cử viên, và cựu Tổng thống Donald Trump đã chọn người phó là thượng nghị sĩ của Ohio là ông JD Vance. Vậy bên phía Đảng Dân Chủ như thế nào? Bên phía Đảng Dân Chủ, đại hội của Đảng Dân Chủ chưa có tới khoảng 2 tuần nữa, nhưng có một số tiểu bang như là tiểu bang Ohio yêu cầu là ngày hôm nay là ngày 6 tháng 8 giờ địa phương, Đảng Dân Chủ phải nộp danh sách của người ứng cử viên của họ. Nếu không có danh sách này thì họ không có tên trên phiếu bầu thì rất là kẹt. Nên nữ phó tổng thống Kamala Harris đã theo lời của Đảng Dân Chủ đã được đủ số phiếu để trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ rồi. Đó là chắc chắn. Nên nộp danh sách cho tiểu bang Ohio rồi. Vậy thì người đứng trong liên danh phó cho bà là ai? Đảng Dân Chủ nghĩ rằng ông JD Vance, thượng nghị sĩ của Ohio, 40 tuổi, là người trẻ, thì có thể kéo mất phiếu của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang, cái vùng gọi là vùng cung, miền Trung nước Mỹ và Đông Bắc. Nên họ muốn có một người từ ở nơi đó. Một người từ ở nơi đó thì hiện nay có hai người sáng giá nhất. Người thứ nhất đó là ông Tim Walz, là thống đốc của tiểu bang Minnesota. Theo thăm dò dư luận thì bà Kamala Harris vượt điểm cựu tổng thống Donald Trump 6 điểm lận ở tại tiểu bang Minnesota. Thì họ muốn là thống đốc ở nơi đây là người ứng cử viên phó cho bà Kamala Harris, hy vọng sẽ vớt vát rất là nhiều phiếu, không những ở Minnesota mà tiểu bang lân cận là Wisconsin và Michigan cũng như Pennsylvania. Ông này, thưa quý khán giả, là một người khá trung dung và là người được nhóm tứ quái ủng hộ. Họ nói ông á, năm nay 60 tuổi, ông sinh vào ngày 6 tháng 4 năm 1964, tức là đã được 60 tuổi, nhưng ông á, không phải là một người gốc gác Do Thái hay gì đó, cho nên họ cho rằng ông là người có thể thắng được với bên phía của Đảng Cộng Hòa. Người ứng cử viên phó là ông JD Vance. Nhóm tứ quái là gồm đứng đầu là bà Alejandro Guzman Cortez, dân biểu của New York, và những người ở Minnesota như bà Ilhan Omar là người ủng hộ cho Palestine, không có hài lòng với cuộc tấn công của Israel vào trong dải Gaza. Nên họ hỗ trợ cho ông Tim Walz. Tên đầy đủ của ông là Timothy James Walz. Đó là tên đầy đủ. Nhưng khi mà người ta ra làm chính trị đó, thưa quý khán giả, muốn lấy tên cho ngắn, dễ nhớ đó, thì gọi là Tim Walz. Đó là một người, là ông Tim Walz. Người thứ hai á, người này trẻ hơn, một số người lại thích người này vì cho rằng ông Tim Walz 60 tuổi thôi, già hơn bà Kamala Harris. Bây giờ mình chọn cái người trẻ hơn chút được không? Đó là ông Josh Shapiro. Ông này 51 tuổi, sinh năm 1973.
Ông hiện nay là thống đốc của tiểu bang Pennsylvania. Trước đây ông là dân biểu của tiểu bang Pennsylvania, rồi làm công tố viên của tiểu bang Pennsylvania và làm thống đốc của tiểu bang Pennsylvania từ năm 2023, mới hơn một năm thôi. Họ cho rằng ông là người trẻ và rất là sắc bén, năng động, thì đấu lại với ông J.D. Vance là người phó cho cựu tổng thống Donald Trump 40 tuổi, có cơ hội lắm vì ông là thống đốc của Pennsylvania sát cạnh với Ohio. Nếu mà có ông thì họ hy vọng là tiểu bang Pennsylvania ngã về đảng Dân Chủ, là một trong những bang chiến địa. Ở Minnesota thì bà Kamala Harris đã hơn 6 điểm rồi, họ không lo lắm. Họ mong rằng ngang ngửa ở Pennsylvania 49-49, mà nếu ông Josh Shapiro được chọn thì với tư cách là thống đốc nơi đó, ông có thể thắng được Pennsylvania, thì coi như là một bang chiến địa quan trọng, vì Pennsylvania lớn hơn về dân số Minnesota nhiều. Nên đây là một sự cân nhắc cho bà Kamala Harris, chọn ông Tim Watts hay là chọn ông Josh Shapiro, hai người này. Và theo các cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ như tờ The Hill, việc mà chạy đua vào làm ứng cử viên phó tổng thống cho bà Kamala Harris càng tới giờ phút chót, nó càng trở nên nastier, tức là tệ hơn, dơ dãy hơn. Vì nhóm tứ quái tung ra những chiêu để hạ bệ ông Josh Shapiro. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Chuyện này tôi miễn có góc nhìn, vì đó là đảng Dân Chủ, họ đang chọn người. Còn tôi là đảng Cộng Hòa, nên nói gì đi nữa thì người ta cũng cho rằng sự chủ quan còn quá nhiều. Nên tôi chỉ thông tin đến quý khán giả, cuộc đua vào Tòa Nhà Trắng của nước Mỹ càng ngày càng khốc liệt. Bên đảng Cộng Hòa thì đã yên định về ứng cử viên và người phó rồi. Bên đảng Dân Chủ thì đã yên định ứng cử viên nhưng người phó thì chưa có. Đại hội đảng Dân Chủ sẽ diễn ra trong 2 tuần tới, thì chắc chắn lúc đó đã có người phó rồi. Nhưng từ đây tới ngày đó thì người ta còn đang hồi hộp xem thử bà Kamala Harris chọn ai. Chọn ông Tim Watts hay là chọn ông Joshua David Shapiro. Hai người này đều là hai thống đốc cả. Một người thì là thống đốc của Minnesota, một người là thống đốc của Pennsylvania. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.